Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn nhá. Cô tôi chuyên trồng về cây hoa hàng nền, và nữa là chuyên về cái cây hoa đồng tiền. Đặc biệt là ở đây là các bạn nhìn thấy là hoa đồng tiền lùn. Cô ơi, cô giới thiệu với mọi người đi, là ví dụ từ đầu tiên nhà mình bắt đầu trồng lên bé là từ như nào? Mình phải đặt cây giống từ ở nhà cung cấp giống ấy. Vâng. Mình đăng ký cái này có 4 tháng một lứa thôi, 3 tháng rưỡi đến 4 tháng một lứa thôi. Dạ. Ê, thế xong là mình đặt hạt. Có nghĩa là 3 tháng rưỡi đến 4 tháng từ cái lúc mà hạt mầm hay là đấy, người ta cấy phôi cho mình rồi. Vâng. Mình đặt là người ta đặt luôn vào trong cái hộp cho mình. Vâng. Trong cái khay của mình ấy. Rồi. Đấy, thế là đến lúc mà mình ra, từ lúc mình ra ở trong cái khay ấy, ra đến đây đến lúc bán là tầm 3 tháng rưỡi. Rồi, có nghĩa là từ cái lúc khay, từ cái hạt mầm mà mình mua về, người ta cho ra khay 2 lá mầm, cứ có 2 lá 3 tháng rưỡi thì mình trồng lên được cái cây như thế này. Đây, 3 tháng rưỡi là được bán, là cây như thế này. Dạ, là cây như thế. Rồi, xong bây giờ khi mà mình bán cho người ta mua về để nhà trồng ấy thì người ta sẽ chăm sóc như nào cô? Chăm sóc thì cứ 15 ngày lại cho ăn cái đầu cho pha loãng, 18 lít nước kia kìa là người ta cho khoảng nửa lạng phân cho vào một cái thùng này, 18 lít nước. Nửa lạng phân cho vào cái thùng sơn 18 lít nước, hòa loãng ra. Đây là cô hòa rồi đấy ạ? Rồi. Cô ngâm hôm qua cô tưới. Đây là cô ngâm để tưới đúng không? Đấy, cái màu phân của nó xanh thế này. Đấy, màu phân đầu trâu xanh thế rồi. Xong như nào, cô pha loãng nước ra xong cô tưới bình thường đúng không? 15 ngày một lần đúng không ạ? Trong cái lượng của 18 lít nước này là đấy, nó cứ vào cái tơi một gốc này. Vâng, rồi. Nào hòa loãng ra mà tưới xong là rửa nước lá đi nó khỏi men phân vào đây này. À rồi, có nghĩa là khi mình tưới xong thì mình lại tưới nước lá vào để cho nó khỏi lem các cái phân trên lá này. Đấy, thế xong lại ra nước lá đi thì nó không bị cháy lá. Rồi ạ. Tất cả hàng hoa là đều như thế. Thế bây giờ người ta mua về nhà người ta cũng như thế là được đúng không ạ? Vâng. Như thế chăm sóc. Thế ngoài ra có phun thuốc gì không cô? Phun thuốc thì đây, ví dụ như là cái con dây trắng này thì mình phải đánh dây trắng này. Đâu ạ? Cô chỉ cho cháu cái chỗ nào? Đấy, cái con dây trắng nó bay này này. Đây. Đây. Đánh như thế. À, có nghĩa là có những cái con, cô thử xua đi, nó có. Lật như này, con nhìn thấy đấy, cái gì sát trắng này. À, đây rồi, đấy. Thì là đánh cái dày trắng. Có nghĩa là cái này nó sẽ có bùa đây này. Vâng. Bùa thì là đánh riêng vẽ bùa. Đây là vẽ bùa. Đấy, cái đường vét là đấy, vẽ bùa. Còn cái này là con dày trắng. Dày trắng là có thuốc dày trắng riêng. Rồi, xong mình đi ra kia mình mua. Còn nếu mà lá cây có xuất hiện những cái như thế này thì là vẽ bùa. À. Đây. À. Ở đây mình có một cái đây con này. Đây, đánh luôn cái này là đặc trị của giày trắng này. Rồi, thuốc đánh giày trắng. Rồi ạ. Đấy. Thế còn cái vẽ bùa thì lại đánh sức riêng của bùa. Và liều lượng như nào thì trên cái bao người ta có. Bao bì là người hướng dẫn rồi. Trong bao bì người ta đã hướng dẫn. Người ta hướng dẫn hết trong này. Vâng. Đây, rồi ạ. Chỉ chụp lên cái này là nó có cái mặt này. Rồi ạ. Đây cháu chụp luôn đây cho ai có nhu cầu người ta biết luôn. Rồi, người ta phải nhờ mình mua. À thế hả? Rồi. Sau đấy như nào nữa cô? Đấy, cô cứ thế chăm sóc đến lúc bán thôi. Thế có nghĩa nó chỉ có 2 bệnh phổ thông đấy. 2 bệnh phổ thông như là cái đồng tiền nó hay mắc phải. Vâng. Chứ còn chống thối thì cũng ít, đúng không ạ? Vâng. Các cây này cô chăm đẹp quá nhỉ. Nhiều, rất là nhiều nụ. Trời ơi, trong Tết mà được cái này làm gì con? Khổ đấy. Trong Tết này nó cứ như này này. Vâng. Nó như này. Đấy, mãi chẳng có hoa để mà bán, cứ vườn nhà nào cũng đến ngó xong vạch lên mà xem. Vâng. Còn đây 4, 5, 6. À cô ơi, hết những cái đợt này thì như nào? Luôn. Bao lâu thì cái một bông hoa? Con ơi, như này nó nhù lên ngay đấy, nhìn thấy chưa? Rồi. Chưa hết cái này nó đã nhô này đây, nhìn thấy chưa? Đấy, một ổ dưới này. Vâng. Đây. Chứ nhìn nó quá nhiều con cái rồng luôn ấy, không lúc nào nó hết, không một lúc nào nó hết cả. Vâng. Thế có nghĩa là bao lâu sau cái này chưa hết, cái này nó nhô lên. Đấy cái bông hoa ấy. Ví dụ như cái này lở này, cái này là lụ này. Xong cái này mà lở này, cái này là lụ này. Đấy nó cứ gối sang liên tục như thế. Rồi. Thế cái cây này được bao lâu nữa thì cái vòng đời của nó bao lâu nữa thì? Cái này nếu mà biết cách chăm, năm nay sang năm khác con ạ. À thế hả? Để người ta làm thế nhà vườn đi hút cháo hả? Thôi mình cứ chia sẻ chân tình để ai mà thực sự yêu cây yêu hoa mà có kiểu thời gian chăm sóc được ấy thì Vâng, đấy. Thì có bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu năm mà dốc hết chia sẻ cho các bạn ấy, để các bạn chăm được những cái cây hoa thật là bền và đẹp lâu. Còn nếu mà bạn có nhu cầu mua các cây hoa thì vui lòng liên hệ 097 797 3535. Dạ. Vâng. Đẹp quá cơ. Trời ơi. Ôi trời ơi. Chậu hoa đẹp quá cơ. Con nhìn từng này cái lụ. Vâng. Đấy, ở trên cái này nó rộng đất ăn nó không phải. Đấy. Cô bảo là ở trên các cái chậu to thì là nó có nhiều đất và nhiều phân hơn, nên là các cây hoa nó khỏe. Cũng từ các cái cây ở bầu xanh này thôi, bầu đen này thôi. Đấy, nếu mà các bạn có nhu cầu mua nhiều và mua để vận chuyển, sau đó thì mua xong về nhà thì các bạn cho lên các cái chậu như này, hoặc là các cái bồn hoa nhà mình để trồng. Nếu các bạn thấy cái chia sẻ này thú vị, xin hãy cho mình một like để cổ vũ tinh thần làm tiếp các cái video chia sẻ các cái kinh nghiệm của nhà vườn các bạn nhé. Và cũng đừng quên subscribe kênh của chúng tôi để các bạn sẽ được thông báo những cái chia sẻ sớm nhất. Xin cảm ơn các bạn.